quay trở lại kênh Thu đây. Hôm nay mình làm món vịt kho gừng sả. Món này làm đơn giản, ăn lại rất ngon, ấm áp, hợp với mùa thu đông. Mời bạn cùng vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu mình sử dụng hôm nay là 1 cân thịt vịt tươi. Mình đã thái thành những cái miếng vuông vuông vừa phải, không thái nhỏ các bạn nhé. Trước khi thái, mình ngâm thịt vịt này vào sữa tươi 30 phút, sau đó đổ ra rửa thật sạch và lau khô để khử mùi hôi. Gừng đã thái nhỏ khoảng 50g, 50g sả băm, một chút tỏi, 2 quả ớt sừng, gia vị dùng muối gia vị hải hà, hạt nêm, đường, tiêu, nước hàng, nước mắm, dầu xào nấu, rượu trắng. Bây giờ mình sẽ đi ướp thịt. 1,5 thìa cà phê muối gia vị hải hà, 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê nước hàng, tiêu bắc. Một thìa canh nước mắm, một thìa canh gừng trắng, một nửa chỗ sả băm, một nửa gừng. Ta ướp thịt 30 phút, sau đó mới đi xào nấu nhé. Khi ướp các bạn cho vào tủ lạnh nhé. Chúng ta bắt đầu nấu các bạn nhé. Đây là cái phần mỡ ở da vịt và mỡ vịt đến mình cho vào, mình lấy một chút, cho tỏi vào phi thơm. Cho tiếp phần sả và gừng vào. Cho toàn bộ phần mỡ vịt ra ngoài luôn, không cần thiết nữa. Thơm rồi mình cho luôn 1 thìa rượu trắng vào. Bây giờ mình sẽ về lửa trên trung bình, cho thịt vào để đảo. Nếu thịt có nước các bạn cho phần nước sau nhé. Thịt mình ướp không có nước thì mình đã lau khô thịt rồi mà, cho nên khi ướp là sẽ không bị nước. Cho lửa to và đảo thịt lên đến khi thịt săn lại. Miếng thịt đã săn lại rồi các bạn này. Đó, và các bạn thấy không, cực kỳ ngon và thơm lắm các bạn ạ. Lúc này các bạn nên nếm lại nhé. Các bạn cảm thấy hợp rồi thì thôi, không thì các bạn bổ sung thêm các phần gia vị vào. Thì các bạn nhìn thấy các phần ở phía dưới này là do mỡ của phần da vịt nó ra đấy. Con vịt này nó rất là nhiều mỡ ở da, cho nên khi làm các bạn cắt bớt những cái phần mỡ của da đi và để lại phần da ít thôi thì miếng vịt nó mới ngon. Để cho thêm một chút nước vào. Nước này các bạn đổ nước nóng nhé. Mình cho ớt vào. Sôi rồi đậy vung và về lửa thấp hơn. Mình để lửa trung bình để đồng hồ 15 phút, thịt của mình đã được 10 phút. Mình mở vung ra và cho lửa to lên. Bạn nhìn thấy nước mình rất là nhiều này. Nước của thịt vịt nó ra đấy. Giờ sẽ tắt bếp luôn bạn nhé, đun bếp điện cho nên mình tắt luôn, sử dụng luôn cái phần nóng còn lại của bếp điện.
hôi là thơm này. Đây là mỡ của gia vị nó chảy ra. Còn tất cả phần nước đã cạn hết rồi. Chỉ còn mỡ, thịt thịt là ngon hơn là ngon các bạn ạ. Xong rồi đấy. Chúng ta bỏ vào đĩa để ăn thôi. Cho một xíu phương bắc này, thịt vịt kho gừng sả của mình đã hoàn thành. Các bạn nhìn trông cực kỳ ngon không? Các bạn nhìn xem, đây là cái phần mỡ đi các bạn, phần mỡ này từ gia vị ra này, nó đọng ở phía dưới nên khi ăn chúng ta cũng không sợ phải ăn phải nhiều mỡ các bạn nhé. Mình vừa giới thiệu xong với các bạn cách làm vịt kho gừng sả. Cách làm này cực kỳ đơn giản và món ăn vô cùng ấm áp, đậm đà, ngon, hợp với mùa thu đông. Mình kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!